Hello. Hôm nay bọn mình sẽ đưa các bạn đến một quán cà phê rất hợp để chill và đến một mình nhá. Trước tiên là phần intro đã. Đi đâu bây giờ đây? Đi đâu? Ở Bát Xứ và hôm nay chúng mình ăn món bún chả nha. Chỗ này thì không biết có nhiều bạn biết chưa, nhưng mà mình thấy là khá ít người đã biết rồi ấy. Mà chúng mình ăn mấy lần rồi, chúng mình thấy khá là ngon, cho dù giá thì hơi cao một tí. Hôm nay chúng mình gọi 2 suất bún chả đầy đủ và gọi thêm cả nem nữa. Nhưng mà có một điều lưu ý là bạn nào đến đây mà ăn bao nhiêu nem thì phải nói rất là rõ với các cô, vì các cô sẽ thường cho rất rất là nhiều nem. Chúng mình chỉ gọi một cái thôi, nhưng mà nhìn trên đĩa như kiểu là 6 cái vậy. Còn về bún chả thì có rất là nhiều thịt, nhưng mà mình thấy là bình thường các cô chỉ cho thịt miếng thôi ý. Còn nếu mà ai muốn gọi chả thịt thì sẽ phải nói đặc biệt với các cô. Thịt thì rất là nhiều, mức giá là 50.000 một bát. Hôm nay đĩa nem bọn mình gọi thì không biết là mấy cái, nhưng mà là 30.000, cộng với cả chả đá các thứ nữa là tổng bọn mình hai người đi là 140. Nói chung là về chất lượng với cả giá thì mình thấy là khá là ok, so với giá thì không phải là quá đắt. Ăn cũng ngon, vị cũng ngon, nước dùng khá là vừa, không bị quá ngọt hoặc là quá mặn đâu. Bạn nào thích ăn thêm ớt hay là thêm tỏi thì đều có thể thêm vào được. Ok, thế nha. Hôm nay sau khi mà xem xong cái phần đồ ăn và cà phê ấy, thì hôm nay bọn mình muốn đưa đến các bạn một chủ đề khá là thú vị. Không muốn giải thích với các bạn tại sao mình đang ngồi đây à? Đây là phòng mình các bạn ạ. Như thường lệ thì bọn mình sẽ tâm sự với các bạn ở quán cà phê, không góc ở đó, nhưng mà hôm nay thì do không gian cà phê hơi hẹp mà cũng hơi đông người ấy, nên là nói cũng hơi ngại, nói to hơi ngại. Thế là bọn mình quyết định là về nhà và câu chuyện mình vẫn tiếp tục. Go! Mình muốn đưa cho các bạn một chủ đề mà mình nghĩ là cũng khá là nhiều bạn thắc mắc và cũng vướng mắc nhỉ. Nó chính là đi date buổi đầu tiên thì những điều bạn hay quên
trong buổi date đầu tiên. Nó là buổi date đầu tiên thôi nha. Ừ. Điều thứ nhất đó chính là mùi hương của hơi thở và mùi hương của cơ thể. Cũng là một điều, một thế mạnh có thể gây cho, có thể làm cho bạn tự tin hơn bản thân mình. Tôi diễn một tí thôi được không? Ok. Trước tiên thì đó là mùi của cơ thể. Thì mình nghĩ là khi mà họ đầu tiên, họ ấn tượng đầu tiên về ngoại hình của mình ấy, thì cái điều quan trọng thứ hai đó chính là mùi hương của mình. Ừ, nhưng mà kiểu như là cái việc chăm chút ngoại hình và làm đẹp ngoại hình rồi mặc quần áo đẹp các thứ sẽ là các bạn để ý rất là kỹ. Ừ. Kiểu như vậy thì mình nghĩ là hầu hết kiểu như sẽ quên mất ấy, là ngoài những cái việc người ta nhìn ra thì người ta cũng có thể kiểu bước đến thôi, là có một cái làn gió thoảng đến cái là mình có thể gây ấn tượng bằng cái đấy mà. Không cần phải nói gì hết, không cần phải kiểu quá là phô trương về vẻ ngoại hình. Tại vì nhiều khi có nhiều người, người ta cũng không tự tin lắm về ngoại hình đúng không? Nhưng mà đấy, bạn có thể ghi điểm bằng những cái đó. Okay. Để bạn mình có mùi hương cơ thể, nhưng mình nghĩ là các bạn nên chọn một loại nước hoa ấy, có mùi nó dịu dịu một chút để xịt lên. Và mình các bạn nữ thì mình không biết, nhưng mà đối với bạn nam ấy thì có một số điểm để các bạn có thể làm cái mùi hương này nó làm cho đối phương có thể ngửi mùi hương ấy. Nhất là xịt vào cổ áo này, thứ hai là xịt vào các khớp tay và khớp chân, và thứ ba là xịt một chút vào phần đằng trước. Đó là những cái chỗ mà khi mà bạn cử động chân tay này hoặc là việc bắt thứ thì họ sẽ nói tắt là mùi dễ nhất đó. Còn con trai thì có thể dùng những cái loại xịt khử mùi mình hay dùng ấy. Sao con gái thế mà? Nên những cái điểm mà đây gọi là những cái điểm mà nhiệt độ của cơ thể nó cao hơn thì nó sẽ dễ tỏa mùi hương hơn. Con gái thì như kiểu, nhưng mà nếu mà mình nghĩ là các bạn mà kiểu không thích nước hoa thì sao, kiểu như là không thích mùi đậm quá ấy, thì có thể dùng những cái thay thế. Con gái là có body mist hoặc là nước hoa khô cũng nhẹ. Và xịt vào tóc này, đồ xịt tóc ấy, và xịt vào quần áo thì nó sẽ đỡ mùi hơn là kiểu xịt thẳng vào người hay nhà ấy. Hoặc là maybe có thể bạn mà không thích dùng nước hoa hả, có biết đối phương kiểu bị dưỡng nước hoa hay không thích, thì bạn có thể dùng nước xả vải thơm một chút. Nói chung là mùi hương cũng có thể gây ấn tượng với người ta, như là cái mùi đầu tiên ấy họ ngửi mình ấy, hãy để ấn tượng cho họ, nhưng mà đừng là những mùi mà không thơm lắm nhé. Cả lại ăn ngân hơi nắp, xin đừng đi mà ngân ơi, dù hơi nắp đến cách mấy anh chấp nhận. Ok, điểm thứ hai đó chính là mùi hương của hơi thở. Mùi hương này thì khó hơn mùi ấy một chút, khó hơn mùi hương cơ thể một chút. Thì nếu mà các bạn nào mà kiểu có điều kiện ấy, có thể mua cái bình xịt đấy nhỉ. Bình xịt xịt mồm đấy. Thực ra ấy, cái hơi thở này ấy, thì trước khi gặp thì cố gắng tránh đừng ăn tỏi hay là mấy cái đồ nặng mùi thôi. Cần có kẹo đúng rồi, trong túi thì cũng nên có một kẹo thơm nhỉ. Đây là kẹo thơm bán siêu cây đầy ra. Cứ mua lọ đấy thôi, trước khi gặp bạn ấy ăn chục viên. Ăn chục viên. Ờ, mồm. Ăn 10 viên. Hơ mùi ngang ngang. Ăn đúng 10 viên nhá. Ăn thơm luôn kẹo. Mà nhất là những bạn mà kiểu hút thuốc lá. Ừ. Kể cả kiểu có thể là các bạn có thể bảo là tao hút thuốc lá nhưng mà mồm tao không có hôi. Ừ. Tức là có thể các bạn không thấy các bạn hôi, nhưng mà người khác không, người ta không hút, người ta lại thấy cái mùi rất là khó chịu ấy. Nên là mình nghĩ nên để ý một cái nó như thế. Điều thứ hai, điều này thì khó. Tại sao em phải làm này suốt vậy? Tại sao em phải là người làm này? Anh sao anh không làm đi? Mà điều thứ hai, điều này khó hơn được nhất một chút. Đó là bạn hãy tinh tế hơn một chút, hãy là version tinh tế hơn của bản thân bạn. Tức là mình biết là có thể là bạn đang muốn là một người rất là vô tư, rất là thoải mái, rất là tự nhiên đúng không? Thì kiểu đôi khi bạn sẽ kiểu hơi bị quá thật thà một tí, hơi bị quá thẳng tính một tí, hơi vô duyên một tí chẳng hạn. Kiểu như là đi với bạn bè hay kiểu nói tục gì vậy, hay là hay kiểu khổng nghiệp ấy, hay chửi con này con kia hay là như nào ấy. Đi con mẹ mày, thằng mặt lồn đi mẹ mày, tâm hồn chó dại đâm cha chồng chú bắt bú chị dâu chặt đầu em nhỏ. Thì hãy tém lại một xíu. Thì đi đây đấy, thì cái sự tinh tế bản thân mình ấy, bởi những cái việc nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là khi mà người ta bẩn thì hãy đưa giấy ăn cho người ta. Đó là cần gọi là cái óc quan sát và sự để ý của các bạn nam một chút ấy. Đó chính là sự các bạn khi mà gặp người ta ấy, hãy tinh tế hơn một chút. Đó là cần gọi là cái óc quan sát và sự để ý của các bạn nam một chút ấy. Nam giờ. Anh phải quan sát tinh tế hơn, anh phải lấy ấy. Thôi không cần.
Hoặc là ví dụ như đơn giản thôi là ví dụ như là dây đũa xuống thì mình hãy chọn lấy những cái đôi đũa nữa. Khi không có đấy là vị trường mà chỉ có hai đôi đũa nhá, dây đũa xuống thì mình hãy chọn lấy đôi đũa bẩn đi và đưa cho người ta đôi đũa sạch của mình đấy. Rơi bản thôi nha. Ở rơi đất thì chịu đấy, nhưng mà rơi đất thì các bạn có thể cô ơi cháu đôi đũa khác đấy, đúng không? Rất là nhanh, người ta sẽ ấn tượng về mình. Là con gái thì mình nghĩ là các bạn đừng nên luôn luôn có một cái tư tưởng là mình là phải yếu, thì kiểu mình cần được che chở hoặc mình cần được làm mọi thứ hộ cho ấy. Kiểu đi mua đồ mình cần được cầm đồ hộ cho, rồi đi ăn mình cần được trả tiền cho. Đừng nghĩ những cái như thế, mà hãy nghĩ là đây là một cái sự mối quan tâm, sự quan tâm với nhau. Là kiểu người ta làm gì cho mình rồi thì hãy nghĩ là mình có thể làm gì đấy cho bạn ấy nghỉ đấy, kiểu như vậy. Và để làm sao mà để tinh tế thì không cần các bạn phải gặp qua quá nhiều người hay là có quá nhiều mối tình thì mình có thể tinh tế được. Mà cái điều tinh tế này có thể học được bằng khi mà đối với gia đình mình ấy, ví dụ như là khi mà bạn đèo xe, khi mà đèo mẹ mình lên xe ấy, thì hãy dừng cho khi nào mẹ lên hẳn này, hoặc là trước khi mẹ lên xe thì hãy mở cái để chân ra ấy, đấy thì cho mẹ lên xe rồi hãng đi đấy, đúng không? Học tinh tế rất là đơn giản thôi. Con gái mà đi xuống xe ấy, thì cũng chủ động đóng cái gạt chân lại để cho bạn nam dắt xe đỡ bị đập cái đó vào chân, nhớ chưa? Nhớ. Ok, tiếp. Để trả tiền khi mà đi date. Những cái này mình nên tự biết giữa đôi bên thôi, chứ đừng có nói ra nha. Đừng có kiểu chia đôi như này kia mà tính ra từng đồng một, đừng có làm như vậy. Ví dụ bây giờ mình đi ăn đi thì người này trả rồi thì người kia tí nữa đi uống nước người kia trả, và bạn mua vé rồi thì mình mua bỏng đi. Đừng có kiểu là tao nợ mày 3.000 rồi anh nợ em 5.000 đấy, đừng có làm như thế. Bạn gái cũng phải tế nhị một tí. Ví dụ như kiểu đôi khi bạn nam sẽ rất là muốn thể hiện cái sự ga lăng của mình ấy, sự mạnh mẽ đàn ông ấy, thì kiểu ok thôi cứ để cho bạn ấy trả đi, để cho bạn nam kiểu như là con trai nhiều khi người ta muốn thể hiện ấy, thì để cho bạn ấy trả, đừng có kiểu tranh ấy, tranh như kiểu là không được tôi phải trả, thôi đừng như thế, thôi ok cậu trả đi rồi hôm khác tôi trả sau. Và đến bước thứ ba đó là hãy nói về những cái chủ đề thật là tự nhiên, chứ đừng có chỉ chăm chăm vào tán tỉnh người ta. Vì đây là buổi gặp đầu tiên đúng không? Cũng là coi như là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ở ngoài đời đi. Cho dù có thể không phải là lần đầu tiên gặp nhau thật, mọi thứ cả hai người đều chưa biết rõ lắm đi, thì đừng có rất là tiến đến mà lúc nào cũng kiểu muốn lao vào người ta, hay là kiểu quá là vồ vập, hay là quá là tán tỉnh các thứ ấy. Mình nghĩ là cái đấy một xíu xíu thôi còn được, thì nó sẽ tạo một sự gọi là khoảng cách đó. Hoặc là nhá, hai bạn có thể yêu nhau rất là nhanh, nhưng mà sợ là kiểu lúc ấy nhanh quá thì sẽ toàn sùng, toàn thật rồi vui em mà. Đừng có tán tỉnh nhiều quá, mà hãy dành cái thời gian đấy để mà hiểu thêm về bản thân họ, chứ đừng có lúc nào cũng kiểu thích nhau rồi kiểu thơm kín xít rồi này nọ kia, mà kiểu hãy nghĩ nhiều hơn là làm nào để mình hiểu được cái người này nhỉ. Ok, và sau điều thứ ba và đến điều thứ tư. Sao thế tự nhiên quên à? Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? À, định nghi số La Mã. La Mã. Một ba La Mã, ba La Mã, bốn La Mã. Bốn La Mã. Mày đếm lại cho cô. Khi mà nói chuyện ấy thì buổi date thì đừng nên nói chỉ chăm chăm nói bản thân mình, mà hãy lắng nghe người ta nói bản thân người ta nữa. Người ta sẽ nghĩ mình một kiểu người khoe khoang ấy, và họ sẽ kiểu họ hơi có ác cảm. Đây chỉ là cái để bạn có thể học cách lắng nghe người ta thôi. Thì khi lần đầu tiên gặp nhau ấy thì mình không biết người ta thế nào và họ không biết mình ra sao, thì hãy cố gắng để cả hai bên có thể gọi là tương tác với nhau nhiều hơn ấy. Mình nói cho họ về mình như thế nào, và cũng hãy cố gắng lắng nghe xem họ nói về họ là một người như thế nào. Mình sẽ hãy nói về những cái điều thú vị xung quanh bạn thôi. Ví dụ như là hôm nay bạn đi làm thì có điều gì đó làm bạn kiểu buồn hay vui hay như nào chẳng hạn. Đấy, họ kể những câu chuyện ở cơ quan kiểu hôm nay tớ làm thôi kiểu nói chung là đời thường của bạn, nhưng mà hãy tìm những câu chuyện thú vị để nói, hãy làm người ta cười. Một cái tip là nên nói nhiều về gia đình vì nó cute, ấm áp và nó gần gũi. Những cái điều mà nhiều bạn hay mắc đó chính là nói về người thứ ba. Khi mà hai người nhau ấy, ngồi chuyện nhau thì khi mà không biết nói gì cũng đừng lôi một người ở đâu đấy ra để kể nói xấu họ, hay là kiểu
những cái drama xung quanh họ cái thứ này bla bla bla, bla nó rất là phù phiếm ấy, và thậm chí người ta cũng chả biết đấy là ai, và nhớ đâu người ta không thích, không là người thích drama thì sao, đúng không? Đấy thì thay thế, thay vì lôi người thứ ba vào thì hãy nói về những cái điều ngóc ngách bản thân ấy, ví dụ sáng nay kiểu mình đi xong đi làm nhưng mà kiểu 3 lần quên đồ, quên điện thoại này, quên ví này, quên chìa khóa này, không phải lên lấy 3 lần các thứ ấy, nó mất bao nhiêu đi muộn xong bị sếp mắng là buồn quá đấy. Ôi, mà nhìn bây giờ cũng đến 7:30-8 giờ thôi, bọn mình đi ăn cơm này, đói quá. Cảm ơn các bạn vì đã xem hết video của mình. Nếu mà các bạn có recommend thì cho các nội dung tiếp theo ở trong video, hoặc là có thêm những cái tip gì đấy về cái chủ đề này thì hãy comment ở phía dưới. Có gì góp ý cũng comment ở phía dưới nha, bọn mình sẽ đọc hết. Bọn mình có thể comment lại chửi. Được thôi. Thế nhá. Cảm ơn mọi người lắng nghe nha. Bye bye. Bye bye cô nha. Hết cái gì mà hết. Mr. Sandman.